Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 15 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua tuyên bố đã có sự vi phạm luật pháp quốc tế ở Gaza. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong bối cảnh Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas. Phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres nói rằng không lý do nào có thể bảo chữa cho hành vi bạo lực kinh hoàng của Hamas nhằm vào phía nam Israel ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, ông Guterres cũng cho biết ông phản đối sự trừng phạt tập thể đối với người Palestine. Ông nói, tôi quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế ở Gaza, không bên nào trong cuộc xung đột vũ trang đứng trên luật nhân đạo quốc tế. Dù ông Guterres không nêu tên Israel khi phát biểu, tuy nhiên đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan đã rất tức giận, ông kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ chức. Trong một diễn biến khác, cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông cùng Ngài phát đi cảnh báo rằng họ sẽ phải ngừng hoạt động ở Gaza trừ khi nhiên liệu được chuyển đến vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá. Cùng với cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông, nhiều cơ quan nhân đạo khác cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu nhiên liệu, vốn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các dịch vụ quan trọng ở Gaza. Chẳng hạn các bệnh viện đang phụ thuộc vào máy phát điện. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho biết 6 bệnh viện trên khắp Gaza đã đóng cửa do thiếu nhiên liệu. Trong bối cảnh Israel thắt chặt vòng vây và tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza, hôm qua khoảng 16.000 người Malaysia đã xuống đường tuần hành phản đối Tel Aviv. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tham gia cuộc tuần hành này. Cuộc tuần hành tại sân vận động Asiata ở Kuala Lumpur được cho là cuộc tuần hành lớn nhất nhằm phản đối Israel. Ở đất nước có gần 2 3 dân số là người Hồi giáo. Đây là cuộc tuần hành đầu tiên có Thủ tướng Anwar Ibrahim tham gia. Cuộc tuần hành diễn ra sau khi số người Palestine thiệt mạng tại Gaza do các cuộc không kích của Israel đã vượt con số 5.000 người kể từ khi xung đột nổ ra. Thủ tướng Ibrahim cho rằng hành động của Israel là đáng lên án. Ông nói, nhiều trẻ em đã thiệt mạng, các bệnh viện bị đánh bom và trường học bị phá hủy, đó là tội ác. Malaysia từ lâu đã đứng về phía Palestine và ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim hôm nay lên tiếng phản đối báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc. Phía Trung Quốc cho rằng báo cáo của Lầu Năm Góc bóp méo chính sách an ninh và chiến lược quân sự của Bắc Kinh. Trong báo cáo công bố vào tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết vào thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân của mình. Lầu Năm Góc đồng thời chỉ ra rằng hiện Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030 hôm nay ông ngô khiêm cho biết bộ quốc phòng trung quốc kiên quyết phản đối báo cáo này theo ông bản báo cáo đã phóng đại và cường địa hóa mối đe dọa quân sự trung quốc mà cho ông là không tồn tại ông ngô khẳng định sự phát triển của lực lượng vũ trang trung quốc nhằm mục đích ngăn chặn mối đe dọa chiến tranh bảo vệ an ninh của chính mình chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào Quân đội chính phủ Congo hôm qua cho biết lực lượng dân chủ đồng minh ADF có nguồn gốc từ Ungada đã sát hại 26 người tại thành phố Ocha ở miền đông Congo. ADF là lực lượng trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo quân đội chính phủ Congo, có 3 nhóm thuộc ADF tiến hành vụ tấn công vào khuya 23 tháng 10. Nhóm đầu tiên có mặt để ngăn chặn sự can thiệp của quân đội. Nhóm thứ hai cướp phá các cửa hàng và nhóm thứ ba âm thầm tấn công người dân Ocha bằng dao. Vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Người phát ngôn lực lượng quân đội đóng ở Aicha là ông Anthony Walusazi nói rằng cuộc tấn công có thể là nhằm trả đũa các cuộc trấn áp gần đây của quân đội chính phủ. Cũng theo người phát ngôn, quân đội đã ngay lập tức có mặt tại Aicha để ổn định tình hình. Cảnh sát Canada hôm qua tìm thấy 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và đối tượng tình nghi trong vụ xả súng. Tại hai khu dân cư ở thành phố South St. Marie, Ontario, gần điểm giao nhau của ba hồ lớn giáp với tiểu bang Michigan của Mỹ, các nạn nhân đã được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về các vụ đột nhập. Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng khu vực Host Eveson cho biết vụ việc xảy ra tại hai khu dân cư nhưng có liên quan đến nhau và là kết quả của bạo lực tình cảm. Thị trưởng sau, ông Matthew Somaker mô tả đây là một thảm kịch. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin cập nhật 15 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.